Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Di Linh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện tịch thu trên 350 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm Thủy Hợp và cơ sở kinh doanh bò bê Thành Đạt tại thôn 4, xã Hòa Ninh. Qua đó phát hiện 130 kg thực phẩm gồm chim cút, tim, bao tử và hơn 2,5 tạ thịt bò bê không có dấu kiểm dịch. Ngoài ra, cả hai cơ sở trên đều không có sổ ghi chép nhập xuất nguyên liệu, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ hộ kinh doanh và người chế biến không có giấy tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ sở kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo được vệ sinh. Trước những sai phạm trên, đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cơ sở kinh doanh, đồng thời tịch thu toàn bộ số thực phẩm để tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Cách đây 10 năm về trước, cửa hàng bán và cho thuê sách cũ ở phường 2, thành phố Đà Lạt, trung bình một ngày có thể bán ra 50 cuốn sách và hàng trăm độc giả mướn sách đọc. Và nhờ vậy đã mang lại thu nhập ổn định cho người bán hàng. Nhưng những năm gần đây, người đến mua và thuê sách cũ thưa dần. Thậm chí một tuần chỉ bán được bằng một ngày của trước đây. Và dĩ nhiên, chủ cửa hàng này cũng thất thu bội phần. Và lý do mà chủ cửa hàng này cho rằng đó là sự xuất hiện của công nghệ thông tin nghe nhìn, nhanh và tiện lợi đã khiến cho thị trường sách cũ trở nên ế ẩm.